Chợ có một tiểu thương, đó là tình trạng của một chợ trong số hàng loạt khu chợ được xây dựng từ nguồn vốn 135 của chính phủ tại huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều năm qua vẫn không thể đưa vào sử dụng, dẫn đến tình trạng xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí hàng tỷ đồng, gây bức xúc trong nhân dân. Chợ Ia Tờ Mốt, huyện Ea Súp, Đắk Lắk khởi công xây dựng từ năm 2013, hoàn thành hạng mục cơ bản từ năm 2014 với kinh phí 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thiếu nhiều hạng mục công trình nên không thể đưa vào sử dụng. Sau nhiều năm bỏ hoang, công trình chưa sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, kính vỡ, nền nhà nứt kéo dài, cây dại bao phủ. Từ hạng mục mà đổ đất cho đến xây dựng lên cái chợ như thế này thì cái tổng kinh phí của nó trên 1 tỷ 8, nhưng mà qua quá trình xây dựng đến nay á thì thực tế là chưa đưa vào sử dụng được vì nó còn thiếu rất nhiều hạng mục, đặc biệt ở đây là hạng mục thứ nhất là liên quan đến về khu vệ sinh, nhà vệ sinh và cái công tác thu gom rác thải khi mà tổ chức họp chợ. Cái thứ hai là điện nước, nếu mà đầu tư vào đây thì cũng còn rất là nhiều tiền vào cái chợ này mới hoàn thành, nhưng mà sau khi mà hoàn thành ấy, thì có khả năng là cũng khó mà triển khai thực hiện được cái công năng của nó. Thế vì lý do là địa bàn xã rất là rộng, bà con đi làm thì rất là xa. Cũng trong tình trạng tương tự là chợ Cư Ca Bang, huyện Ea Súp với kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng, hoàn thành hạng mục cơ bản vào năm 2014, hiện chỉ có một tiểu thương vào kinh doanh tại chợ. Có một mình chị thì đó, một mình một cõi, nói chung cũng không biết buôn bán với ai hết. Thì chị cũng mong muốn làm sao để hỗ trợ để cho chợ này nó sớm nó hoàn thành, rồi nước non điện đài cho nó có để cho người ta sinh hoạt á. Chợ này là xây dựng từ năm 2013 mà hoàn thành là năm 2014 bằng cái nguồn vốn của chương trình quốc gia, chương trình 135, là về cái nguồn vốn này là trên 1 tỷ đồng. Đã hoàn thành năm 2004 nhưng mà đến nay là cũng cơ bản là đưa vào sử dụng là vẫn chưa hoàn thiện được. Còn tại xã vùng biên Ialop cũng đang diễn ra tình trạng tương tự với kinh phí hơn 1 tỷ đồng nhưng vẫn chưa hoàn thành hạng mục cơ bản. Công trình vẫn đang xuống cấp trong khi chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án để giải quyết. Điều đáng nói là tất cả các công trình này đều xây dựng từ nguồn vốn 135 của chính phủ, chạy theo tiêu chí chợ nông thôn mới mà không căn cứ vào thực tế nhu cầu của địa phương. Theo chính quyền địa phương, các khu chợ này dù hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng thì cũng không thể bảo đảm các tiểu thương sẽ tham gia họp chợ. Đây là bài toán khó cho địa phương. Trong khi nhiều năm liền tìm phương án giải quyết thì các công trình được đầu tư hàng tỷ đồng vẫn không phát huy được công năng sử dụng và xuống cấp trầm trọng. Nông thôn các xã ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt thông qua chương trình đã giúp người dân địa phương thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa, khai thác được tiềm năng lợi thế của địa phương và nâng cao hệ số sử dụng đất.